Vừa qua, hãng hàng không Jetstar Australia đã khiến nhiều khách hàng cả trong và ngoài nước nổi giận khi đem tiếng Việt ra để đùa cợt trên page chính thức với gần 800.000 lượt theo dõi. Chữ đồng, một từ chỉ tiền tệ đã gắn bó với ngôn ngữ của người Việt từ thời rất xa xưa, bị lược bỏ dấu và đọc theo âm giọng tiếng Anh. Sau khi đã lột ra một từ nguyên bản, đồng thành đồng, Jetstar Australia đăng nguyên một bài chế giễu rằng từ tiếng Việt chỉ tiền thật là buồn cười. Vì trong ngôn ngữ của họ, đó là tiếng lóng, chỉ cái dương vật. Họ cho rằng sự buồn cười ấy có tính bản chất, khách quan, không liên quan gì đến cảm xúc yêu ghét hay phán xét hay dở của bất kỳ ai. Chưa hết, trong phần comment, Jetstar còn chêm thêm nhận xét rằng chỉ cần có 65 đô Úc thôi là bạn sẽ thành triệu phú. Và dường như đến thời điểm hiện tại, Jetstar vẫn chưa xử lý một cách tương xứng với mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Dù chỉ là một câu đùa về chủng tộc, racist joke, về bản chất, đây chính là một biểu hiện của tư tưởng bài ngoại, tiếng Anh có thể được dịch là xenophobic. Những câu đùa có tính bài ngoại nhằm vào văn hóa bản sắc của dân tộc khác thường ẩn chứa thái độ thượng đẳng và coi thường. Trong sự việc của Jetstar, họ đã dùng tiêu chí văn hóa của mình, ở đây là tiếng Anh và đồng đô Úc có giá trị cao hơn, để đánh giá, cười cợt và giễu nhại văn hóa của chính khách hàng, tức là người Việt. Tuy nhiên, sự bài ngoại trong những câu đùa kiểu này từ thời rất xa xưa vốn đã là một phần tự nhiên của sự chung sống và đa dạng trong văn hóa của xã hội loài người. Như một công cụ tâm lý để đối phó với những cộng đồng khác biệt, nó dùng sự hài hước để che giấu thái độ khinh miệt, để truyền tải nỗi sợ hãi và giảm nhẹ sự giận dữ. Tuy nhiên, nó cũng đồng thời là công cụ để bày tỏ sự thân thiện, sự không câu nệ. Nó góp phần cân bằng hoặc lát đường cho một mối quan hệ mới. Những câu đùa như vậy tồn tại ở khắp mọi nơi, bên bàn tiệc, lúc riêng tư, khi xuồng xã với bạn bè và đương nhiên là trong các cuộc phím chiến trên cõi mạng. Chính vì thế, ứng xử ra sao với những câu đùa kiểu này lại tùy thuộc vào bối cảnh. Tôi từng thấy một người bạn Trung Quốc có đôi mắt một mí đã cười xòa khi có đứa cùng phòng kêu lên rằng máy tính của mày bé vì mắt mày đâu có nhìn hết màn hình. Hẳn nhiên, câu đùa ấy là không thể chấp nhận được với một người bạn chưa đủ độ bỗ bã và thân quen. Tương tự, sự tếu táo của Jetstar trên bàn nhậu thì có thể châm trước, nhưng trên Facebook chính thức của một công ty lớn thì lại là không thể chấp nhận được. Vậy, đùa lúc nào thì vui? Chính vì tính chất con dao hai lưỡi ấy, những câu đùa mang tính bài ngoại và chủng tộc có 3 mức nguy hiểm. Ở mức 1, nó yêu cầu sự cẩn trọng, chuyên nghiệp, thông minh và một mối quan hệ cho phép vượt ngưỡng. Một ví dụ cụ thể là các nghệ sĩ hài, stand-up comedy. Bản chất công việc của họ cho phép đặt một chân qua lằn ranh mong manh. Nhưng kể cả khi họ có quyền vượt ngưỡng như vậy thì không phải ai cũng dám cười cợt kẻ khác. Nhiều nghệ sĩ chỉ dám chọn đùa cợt về văn hóa của chính mình. Ở mức độ nguy hiểm thứ hai, những câu đùa mang tính bài ngoại và chủng tộc đôi khi xuất hiện trong phát ngôn của người nổi tiếng, đặc biệt là các chính trị gia theo trường phái dân túy. Vì đây là một chiến lược chính trị bám theo trào lưu khuynh hướng có tính mị dân, họ sẽ có lợi thế khi song hành cùng tư tưởng và lời lẽ của đám đông. Trong cuốn hồi ký của cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, ông kể rằng cựu Tổng thống Trump từng hỏi có phải tên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đọc là Fuck You, tức là gần giống như một câu chửi hay không? Theo lời kể của ông cựu đại sứ, cả phòng họp rộ lên cười, có lẽ cũng một phần để chữa ngượng cho Trump và che giấu sự bối rối của chính họ. Ở mức độ nguy hiểm cao nhất, các câu đùa mang tính bài ngoại và chủng tộc là địa phận không được phép tới gần của các nhãn hàng, các công ty đa quốc gia và báo chí. Nhằm tăng phiếu bầu, một chính trị gia dân túy có thể đùa về một cộng đồng dân cư vốn đã bị kỳ thị nhằm trung tính hóa sự căm ghét và che đậy sự bất an. Tuy nhiên, trong trò chơi với dao này, doanh nghiệp và báo chí hầu như chắc chắn sẽ bị đứt tay. Doanh nghiệp thì mất tiền, còn báo chí thì mất danh tiếng. Hãy thử tưởng tượng câu đùa nhân dân tệ. Tuy không còn lạ lẫm, nhưng khi nó trở thành một post trên trang chính thức của Vietnam Airlines, thì chính quyền Trung Quốc sẽ lên tiếng ra sao và cộng đồng mạng Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào? Cách xử lý của Jetstar. Những lời phản đối đầu tiên về trò đùa thượng đẳng của Jetstar đến từ chính những khách hàng người Úc da trắng.
cộng đồng người Việt ở Úc và người Việt trong nước sau đó đã chỉ trích dữ dội, khiến Jetstar phải gỡ bài. Tuy nhiên, phản ứng của hãng không tương xứng với sự nghiêm trọng mà họ gây ra. Thứ nhất, hãng đã vi phạm luật chống kỳ thị chủng tộc của Úc theo đạo luật phân biệt chủng tộc năm 1975, mục 18C, hành vi xúc phạm chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia, dân tộc. Hãng cũng vi phạm luôn những điều luật về mạng xã hội do chính mình đề ra. Thứ hai, sau khi vi phạm, Jetstar đã xóa bài, tức là xóa bằng chứng, chứ không phải là đính chính. Thứ ba, hãng đã xúc phạm một nền văn hóa khác bằng một bài đăng, nhưng lại xin lỗi chỉ bằng một comment ngắn ngủi. Bạn nói đúng, và vì thế chúng tôi đã xóa bài ấy đi. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự xúc phạm mà sự việc này đã gây ra. Vì bài nguyên gốc đã bị xóa, lời xin lỗi bằng comment này chỉ xuất hiện khi một người có cái tên châu Âu là Mark Arnhem tiếp tục tạo áp lực bằng cách comment trên bài mới nhất của hãng. Lời xin lỗi của Jetstar thiếu hoàn toàn 4 thành tố cơ bản nhất của một lời xin lỗi chân thành. Thứ nhất, nó không có tính tương đương về độ lan tỏa khi chỉ là một comment. Tính tương đương phải là một bài đăng trên chính trang Facebook nơi lời xúc phạm đã diễn ra và trang tin chính thức của hãng. Thứ hai, nó không đưa ra lý do tại sao đây lại là sai phạm. Thứ ba, nó không xác nhận thiệt hại mà lỗi sai phạm đó gây ra. Cuối cùng, nó hoàn toàn không đề cập đến những giải pháp để trừng phạt và ngăn chặn sai phạm tương tự trong tương lai. Ví dụ, đó có thể là sự rà soát lại quá trình thẩm định chất lượng, đào tạo lại và đa dạng hóa đội ngũ nhân viên. Update mới nhất, Jetstar đã đưa ra lời xin lỗi trên phần tin của website, nhưng lại để nó lặn sâu khuất nhỏ đến nỗi nếu không có link thì không ai có thể tìm ra. Có thể hiểu rằng sự xúc phạm thì công khai, nhưng xin lỗi thì lại có phần giấm dúi. Chưa hết, Jetstar tuyên bố họ đã xin lỗi trên Facebook của hãng, nhưng về bản chất, đó là xin lỗi trên một comment đáp trả một comment khác. Ở những bài đăng mới nhất của hãng, hàng ngàn người đã thả tương tác giận dữ. Chúng ta có quyền yêu cầu Jetstar phải có một lời xin lỗi chính thức bằng bài đăng trên Facebook và trang tin tức của hãng. Một lời xin lỗi tương xứng với phát ngôn và tầm vóc của một trong những doanh nghiệp lớn nhất tại nước Úc. Quay trở lại ví dụ về câu đùa nhân dân tệ ở trên. Nếu đó là một post trên trang chính thức của hãng hàng không Việt Nam, liệu họ có thoát hiểm chỉ bằng một câu xin lỗi bằng comment và phần tin ở vị trí khuất nẻo như vậy không? Chúng ta có thể làm gì? Việc một số người Việt đòi đánh sập trang và comment một cách hung hãn là một cách xử lý ngắn hạn, thậm chí nó còn có hại khi những người không thấu hiểu sự việc sẽ có cái nhìn sai lệch về văn hóa Việt Nam. Bạn đương nhiên có quyền tẩy chay, và trong một xã hội pháp quyền, con đường chính thống bằng luật pháp cũng sẽ khiến sự việc được chính thức nhìn nhận và xử lý đúng đắn hơn. Ban quản lý của Jetstar sẽ không thể làm lơ khi phàn nàn và khiếu nại chính thức được gửi đến hai địa chỉ sau. Thứ nhất, đó là Hội đồng Nhân quyền của Úc. Thứ hai, đó là website của chính Jetstar Australia. Link của hai địa chỉ này mình đã dẫn trong bài viết gốc. Ngoài ra, tác giả cũng đính kèm mẫu văn bản khiếu nại. Link bài viết chúng mình sẽ đính trong phần mô tả video phía dưới. Nếu như bạn quan tâm, đừng quên ghé qua phần mô tả của video này để đọc bài nhé. Cuối cùng, chúng ta đang sống trong một thế giới mở, nơi sự khác biệt phải được tôn trọng, nơi đa dạng văn hóa có thể trở thành một nguồn tài nguyên. Tuy nhiên, sự tôn trọng đó cũng phải đến từ chính những chủ nhân văn hóa của người Việt. Nguồn tài nguyên đó sẽ trở thành lực cản nếu chính chủ nhân của nó không nhìn ra giá trị. Giá trị đó có thể là sự trân quý tiếng nói, trân quý lịch sử và bản sắc quê hương, và đôi khi, sự trân quý và tự hào ấy còn lớn hơn cả việc phải đánh đổi lấy sự dễ dàng cho chính mình. Khi còn dạy học, tôi luôn để ý xem những sinh viên nào dễ dãi với việc người ta gọi mình ra sao cũng được. Tôi cũng để ý xem ai nhanh chóng đổi tên sang tiếng Anh. Lý do không phải vì các em tự thích như vậy, vì các em muốn bản thân dễ hội nhập hay vì muốn có một danh tính mới. Nhiều khi sự đổi tên là vì em sinh viên đó dù vẫn muốn dùng cái tên của mình nhưng buộc phải chấp nhận đánh đổi, đặt cái gọi là sự thoải mái cho kẻ khác lên trên danh tính của chính mình. Vì thế, tôi rất chú ý dạy các em những câu cửa miệng khi mới gặp ai qua những lời nói như sau. Tên bạn có nghĩa là gì? Tôi gọi tên bạn thế nào cho đúng? Bạn muốn tôi gọi tên bạn như thế nào? Xin lỗi nếu tôi đã phát âm tên bạn sai. Những lời khiêm tốn ấy ngay lập tức tạo nên thiện cảm,
xây dựng kết nối và làm nền móng cho một câu chuyện, một mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau. Trong cuốn Tôi là một con lừa, tôi có kể về một lần đã lấy bản thân của mình làm ví dụ minh họa. Sau khi giảng xong bài học về danh tính, tôi tạm thời tuyên bố sẽ không trả lời email của bất kỳ em sinh viên nào có tên mình thiếu dấu. Và thế là một buổi sáng đến lớp, chúng nó đánh vần tên và dõng dạc chào tôi như sau: Miss Ngủ Yên, Phú Ông Mai. Kỷ niệm ấy đi theo rất nhiều sinh viên trong khóa học. Một số em kể rằng mình đã ghi điểm với đối tác khi trở thành người đầu tiên tìm cách viết tên của họ mà không bị lỗi, vẫn đủ dấu, đúng phông chữ, kể cả những ký tự hay chữ cái phải copy paste thì mới hiện hình. Tên của mình mà, còn thanh âm nào trên đời gần gũi và đáng yêu hơn?